Mình chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho các bạn một thông tin hết sức đáng mừng đây. Tháng trước, báo chí Úc đã đưa tin về việc Hải quân Nhân dân Việt Nam ta đã chính thức nhận được tàu ngầm lặn sâu thế hệ mới do Anh sản xuất, phục vụ cho công tác cứu hộ các đoàn tàu ngầm trong trường hợp không may gặp nạn. Dự kiến tàu ngầm lặn sau này sẽ sớm được triển khai và chính thức đi vào hoạt động trong biên chế của lực lượng hải quân. Vậy là giờ đây, bên cạnh những chiếc tàu ngầm chiến đấu hiện đại, chúng ta còn hoàn thiện được thêm về hệ thống cứu hộ tàu ngầm, đảm bảo an toàn trong các tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chi tiết về tàu cứu hộ tàu ngầm mới, hay còn được gọi là SGV, tàu được thiết kế, chế tạo và sản xuất bởi một chi nhánh tại Anh của công ty PET, một công ty cung cấp dầu khí có trụ sở chính tại Mỹ. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tàu cứu hộ tàu ngầm mới được phát triển có thể giải cứu cùng lúc 17 người và có khả năng hoạt động ở độ sâu lên đến 600 m. Bên cạnh đó, nó cũng được gia tăng công suất hoạt động cùng với một hệ thống điều khiển động cơ đẩy phụ tiên tiến, cho phép đạt tốc độ lên đến 4 hải lý trên 1 giờ, hoạt động được tốt ngay cả khi đi vào khu vực có dòng chảy cao. Con tàu có chiều dài 10 m, chiều rộng 3,2 m, có khả năng tự gắn với các tàu ngầm đang gặp nạn khác ở các góc độ có độ chênh trên 40 độ. Nhờ có bộ cảm biến tiên tiến bao gồm cảm biến đo vận tốc di chuyển, con quay hồ chuyển sợi quang, sóng siêu âm dưới nước và thiết bị cảm biến độ sâu mà SGV về có thể phát hiện tàu ngầm gặp nạn nhanh hơn rất nhiều so với các loại tàu tương tự. Tất cả các cảm biến và hệ thống sonar đều được ghi lại hoàn toàn vào trong phần mềm của PET để cung cấp những chức năng nâng cao, bao gồm độ sâu tự động, điều hướng tự động và lái tự động. Chức năng mới vừa rồi sử dụng cơ chế quay trục đẩy bằng điện và là độc nhất đối với loại tàu ngầm SGV mới này. Được biết, quy trình chế tạo không được tự động hóa do hình dạng đặc biệt của tàu ngầm SGV và khả năng tiếp cận hạn chế xung quanh tàu. Thế nên toàn bộ khâu chế tạo cần được thực hiện thủ công, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và chịu sự kiểm duyệt nghiêm ngặt. Đây được đánh giá là một quyết định thận trọng. PET, công ty sản xuất ra tàu ngầm này, tuyên bố con tàu sẽ chính thức được chứng nhận đầy đủ sau quá trình thử nghiệm trên biển. Dự kiến bắt đầu trong quý 2 năm 2021, tàu cứu hộ lặn sâu SGV được thiết kế để vận hành bởi 2 thủy thủ đoàn, một thủy thủ ngồi trước bảng mô đun điều khiển và điều khiển tàu, trong khi người thứ hai ngồi về phía sau cùng của khoang và vận hành phần lớn các cảm biến cùng hệ thống hỗ trợ sự sống, đồng thời di chuyển, hỗ trợ để nước cân bằng theo yêu cầu. Khoang còn lại của SGV là khoang cứu hộ, chiếm 2/3 phía sau của tàu. Thủy thủ thứ ba, người điều hành buồng cứu hộ RCO, sẽ ở đây và có nhiệm vụ chuẩn bị buồng cho cuộc giải cứu, vận hành nắp cứu hộ và hỗ trợ trong quá trình chuyển 17 thủy thủ sống sót an toàn. 17 là con số tối đa cho mỗi chuyến cứu hộ của con tàu này. RCO cũng cần hỗ trợ và liên lạc với những người sống sót, đó là những người có thể bị thương hoặc trong trạng thái tinh thần không ổn định do bị mắc kẹt trầm trọng hơn là bị tổn thương bởi khí độc hoặc bệnh giảm áp. Về hệ thống động cơ, tàu sẽ trang bị động cơ điện với 6 bộ pin lithium-ion công nghệ cao, có hiệu suất, tuổi thọ và độ an toàn tối đa, được bố trí trong vỏ hình trụ ở hai bên của thân tàu nhằm cung cấp năng lượng cho động cơ đẩy và hệ thống hỗ trợ sự sống, cũng như cung cấp điện dự phòng cho mỗi hệ thống quan trọng. Phần lớn thiết bị trên tàu ngầm cứu hộ đều được cung cấp theo cặp để dự phòng. Bởi lẽ, bảo toàn năng lượng và dự phòng là những yếu tố cân nhắc chính trong giai đoạn kỹ thuật. Do đó, con tàu được kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến để có thể tiết kiệm điện và cung cấp điện dự phòng trong trường hợp có sự cố trên bo mạch. Hệ thống sạc pin được thiết kế để trở thành một thiết bị khép kín, phù hợp để lắp thùng chứa trên bong. Thiết bị này kết hợp với giao diện người dùng đồ họa, được phản chiếu trong tàu cứu hộ tàu ngầm và sử dụng thao tác nhấn nút. Điều này làm cho việc vận hành trở nên đơn giản nhưng hiệu quả và độ an toàn cũng được nâng cao hơn. Thiết bị có 6 cổng sạc pin riêng lẻ, cho phép tất cả các pin được sạc đồng thời. Mỗi cổng được giám sát bởi một bộ giám sát tính toàn vẹn đường truyền để đảm bảo an toàn trong quá trình sạc. Hệ thống động cơ chính của SGV sử dụng một cặp động cơ điện công suất 20 kW, cung cấp lực đẩy tiến lùi và lực đẩy vi sai. Ngoài ra còn có 2 bộ thủy lực cung cấp năng lượng cho 4 bộ đẩy phụ. Tàu ngầm cứu hộ lặn sâu có thiết kế phù hợp để hoạt động như một phần của hệ thống cứu hộ tàu ngầm hoàn chỉnh, bao gồm một phương tiện điều khiển từ xa rốp để khảo sát các vị trí va chạm và một buồng áp suất trên tàu mẹ để hỗ trợ giảm áp lực cho các thủy thủ đoàn được cứu, cũng như các thủy thủ vận hành tàu cứu hộ lặn sâu. PET cho biết, khi đến địa điểm của chiếc tàu ngầm bị nạn, liên lạc được thiết lập với thủy thủ đoàn. Tùy thuộc vào lý do của sự cố, dốc có thể được triển khai để giải quyết tình huống. Điều này có thể đơn giản là các tàu ngầm khỏi vướng víu, thường là lưới đánh cá, hoặc đưa các ngăn cứu hộ có thể chứa chất dinh dưỡng và vật tư y tế để duy trì thủy thủ đoàn bị nạn trong khi họ chờ giải cứu. Ngay cả khi dốc không thể cung cấp hỗ trợ, nó cũng sẽ khảo sát địa điểm va chạm và ghi lại dữ liệu, bao gồm định hướng của tàu ngầm trên đáy biển, các vật cản, dòng chảy và tầm nhìn. Nó cũng có thể để lại một thiết bị định vị tại địa điểm gặp nạn, để tàu ngầm có thể nhanh chóng xác định được vị trí hỗ trợ cho các chuyến giải cứu tiếp theo. Bất kỳ thông tin nào do dốc thu thập đều sẽ được đội ngũ tàu ngầm cứu hộ lặn sâu sử dụng để thiết lập cho hoạt động giải cứu thực tế. Tuy nhiên, do được trang bị một bộ hoàn chỉnh các công nghệ dẫn đường và liên lạc tiên tiến, tàu ngầm cứu hộ lặn sâu có thể xác định vị trí của tàu gặp nạn, ngay cả khi không có dữ liệu do dốc cung cấp. Sau khi xác định được vị trí của tàu ngầm bị nạn và mọi vật cản được loại bỏ cẩn thận, tàu cứu hộ lặn sâu sẽ điều hướng để thực hiện việc kết nối với tàu ngầm thông qua cửa cứu hộ khẩn cấp. Thời điểm mọi thứ đã đảm bảo an toàn, tàu cứu hộ lặn sâu sẽ mở cửa, tiếp nhận các thủy thủ trên tàu gặp nạn, di chuyển an toàn trở về tàu mẹ. Lên đến boong tàu mẹ, những người còn sống sót sẽ được điều trị thích hợp và trong trường hợp cần thiết họ sẽ được chuyển đến buồng điều áp trên tàu để được nhân viên y tế hỗ trợ. Trong thời gian chuyển giao người, hệ thống khí thở, oxy và pin quan trọng sẽ được sạc lại nếu cần thiết, trước khi tàu cứu hộ lặn sâu tiếp tục triển khai lặp lại quy trình, cho đến khi tất cả những người sống sót được cứu trợ an toàn khỏi tàu ngầm gặp nạn. Các bạn thân mến, như vậy có thể thấy được rằng, việc chúng ta trang bị cho mình chiếc tàu cứu hộ lặn sâu của nước Anh rõ ràng là một mảnh ghép đầy đủ cho công cuộc cứu hộ, cứu nạn đối với các trường hợp không may xảy ra sự cố khi vận hành các loại tàu ngầm trên biển. Thông tin rất vui phải không hát? Vậy nhưng giả sử có tình huống tai nạn không nằm trong phạm vi tính toán mà tàu ngầm cứu hộ lặn sâu nước Anh đưa ra, ví dụ như vị trí xảy ra tai nạn sâu hơn 600 m, lượng oxy trong tàu gặp nạn không đủ vì tàu đã bị vỡ, hay số lượng thủy thủ gặp nạn nhiều hơn 17, tất cả đều trong vấn đề nguy cấp, khi ấy sẽ phải cứu ai? Rất nhiều những tình huống mà chúng ta không thể đưa ra hết được, đơn cử như vụ tai nạn mới đây tại Indonesia, với 53 thành viên thủy thủ đoàn đang thực thi nhiệm vụ trên con tàu Nanggala, toàn bộ thủy thủ đoàn đã chết khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được tàu. Mặc dù vụ việc vừa xảy ra mới đây, khi mà khoa học công nghệ đã tiến bộ vượt bậc, công cụ hỗ trợ cứu hộ đã được trang bị hiện đại hơn rất nhiều lần, thế nhưng, sự việc đau lòng của tàu ngầm Nanggala vẫn xảy ra với bi kịch dồn tới điểm cao nhất của thảm họa là toàn bộ 53 thủy thủ đoàn đã vĩnh viễn ra đi. Sau khi điều tra kỹ các bằng chứng của vụ tai nạn, chính quyền Indonesia nhận thấy, thứ nhất, khi gặp tai nạn, tàu ngầm Nanggala đã bị vỡ thành 3 phần riêng biệt. Độ sâu khi dùng robot dưới nước tìm kiếm đã xác nhận được, tàu ngầm nạn đang ở độ sâu là 838 m, vượt xa với con số tối đa mà tàu cứu hộ lặn sâu của nước Anh có thể làm được. Bên cạnh đó, vì tàu bị vỡ, lượng oxy có thể cung cấp cho các thủy thủ cũng trở nên khan hiếm và chỉ cầm cự được trong khoảng thời gian ngắn. Kể về vụ tai nạn này, để quý vị thấy được rằng, mặc dù chúng ta đang dần nâng cấp nhiều hơn những chiến hạm ngầm Kilo, nâng cấp đội ngũ cứu hộ, cứu nạn bằng tàu ngầm lặn sâu, thì chúng ta vẫn phải trang bị thêm nhiều công cụ hỗ trợ nữa cho các tàu ngầm và tàu cứu hộ tàu ngầm. Đó cũng là điểm để người dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào tầm nhìn của lãnh đạo quân sự nước nhà, khi mà chiến lược mua sắm vũ khí cũng như công cụ hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn được mang về rất thiết thực, bài bản, bổ sung hỗ trợ cho nhau để vận hành được an toàn tuyệt đối hơn. Và tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng mang tên Yết Kiêu số hiệu 927 đóng cho Hải quân Việt Nam là mảnh ghép hoàn hảo đó cho tầm nhìn chiến lược mua sắm, sử dụng và bảo vệ vũ khí mà người của chúng ta. Tàu 927 Yết Kiêu là tàu cứu hộ tàu ngầm đầu tiên được đóng mới tại Việt Nam do nhà máy Z189 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện. Loại tàu cứu hộ thế hệ mới này được chế tạo nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn các tàu ngầm, tàu mặt nước. Bên cạnh đó, khảo sát, thăm dò cũng như nghiên cứu đáy biển, hỗ trợ cho việc trục vớt các vật thể dưới nước. Với nhiệm vụ trên, tàu được trang bị đầy đủ hệ thống động lực, thiết bị y tế, khí tài với rất nhiều các thiết bị chuyên dụng, có tính vượt trội như tự động phát hiện tọa độ, robot lặn để kết nối với các tàu ngầm gặp nạn, điện thoại liên lạc để phục vụ cho công tác cứu nạn thuyền viên nhanh chóng nhất khi tàu ngầm gặp sự cố. Đặc biệt, tàu còn có thể định vị vị trí và neo không dây trong những điều kiện thời tiết phức tạp. Với lượng choán nước 3.950 tấn, vận tốc lớn nhất lên đến 15,7 hải lý trên giờ, tàu có khả năng hoạt động liên tục trên biển trong vòng 30 ngày đêm, chịu được sóng cấp 9, gió cấp 12 và tầm hoạt động là 4.000 hải lý. Tàu 927 Yết Kiêu hoàn thiện thành công với rất nhiều các thiết bị kỹ thuật cao, có thể nói là điều mà trước nay ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam chưa bao giờ thực hiện. Đó là một thành tích rất đáng được ghi nhận. Thành công mỹ mãn trong việc đóng tàu cứu nạn tàu ngầm đa năng đã thể hiện được năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc tiếp cận cũng như làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại, từ đó đáp ứng tốt nhiệm vụ và mục tiêu ngày càng hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng nước nhà. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Theo China News Survey đưa tin, từ 2 ngày qua, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên có mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều nơi. Lực lượng cứu hỏa địa phương đã cử 107 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải cứu người bị nạn, 58 người bị mắc kẹt, 221 người được chuyển đi an toàn. Vào tối ngày 23 tháng 8, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống quận Long Mã Đàm của Lô Châu, gây ngập úng trong khu vực Ngọc Đại của nhà máy Carbon Black, khiến nhiều người bị mắc kẹt. Sau khi xảy ra thiên tai, 18 cán bộ chiến sĩ thuộc biệt đội Lô Châu đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với dây cứu sinh, đèn chiếu sáng và các công cụ khác để giải cứu và sơ tán thành công 19 người bị mắc kẹt đến khu vực an toàn. Đêm đó, quận Từ Vĩnh cũng bất ngờ có mưa lớn khiến nước sông dâng cao. Con đường dẫn đến khu dân cư dưới cầu Thắng Lợi ở quận Từ Vĩnh bị ngập lụt và nhiều người bị mắc kẹt. Cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy dùng dụng cụ cứu hộ mở một đường dẫn cứu nạn từ tầng 2 và giải cứu thành công 30 người mắc kẹt. Tại một cây cầu lớn ở ngoại ô thành phố, nước sông dâng cao, một số ngôi nhà bị lũ nhấn chìm, nhiều người mắc kẹt. Cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã dùng xuồng cao su giải cứu thành công 5 người mắc kẹt trong vùng lũ. Trên phố Sơn Tây, nhà dân bị ngập do nước sông dâng cao, một số người dân bị mắc kẹt trong nhà của họ. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã giải cứu được 21 người mắc kẹt. Theo tin tức do Đài quan sát khí tượng Lô Châu đưa ra, bắt đầu từ chiều ngày Chủ nhật, mưa lớn đã đổ xuống quận Giang Dương, quận Long Mã Đàm, quận Nam Si, quận Từ Vĩnh, quận Hà Giang và quận Lu ở thành phố Lô Châu. Vào lúc 23 giờ 15 phút ngày Chủ nhật, cảnh báo mưa bão màu vàng đã được nâng cấp thành cảnh báo màu cam và cảnh báo màu cam vẫn chưa được dỡ bỏ cho đến 7 giờ 31 phút ngày thứ Hai. Được biết, những trận mưa bão lớn được theo dõi ở thành phố Lô Châu chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm và phía nam của Từ Vĩnh, phía tây bắc của Cố Lâm và một phần của Nạc Tây, Giang Dương và Hà Giang. Có 87 trạm có mưa vừa và 44 trạm có mưa lớn. Quận Điền Đường Khẩu 107,3mm, quận Long Mã Đàm là 93,3mm, quận Nạp Tây, khu 3 136,5mm, huyện Lữ Thái Phúc là 80,9mm, huyện Hà Giang, Diệu Bá, Quốc Toàn Nham 125,1mm, huyện Hứa Vĩnh, Trần Đông 170mm. Được biết, trận mưa xối xả đã khiến một con đường ở Lô Châu bị sập, đường bị cuốn trôi và giao thông đường bộ bị gián đoạn. Hiện địa phương đang dốc hết sức chống lũ, cứu hộ các tuyến đường bị hư hỏng. Tin tức tài khoản WeChat chính thức bị ảnh hưởng bởi luồng không khí phía Tây Nam, có lượng mưa lớn ở phía Nam và phía Tây của huyện Ứng Giang, tỉnh Đề Hồng, tỉnh Vân Nam. Trong số đó, lượng mưa kéo dài 20 giờ ở làng Tuyết Lý, thị trấn Tài Bình đạt 310,1mm. Mưa xối xả gây ra lũ lụt nghiêm trọng và lở đất. Kiểm tra sơ bộ tính đến 17 giờ ngày 24 tháng 8, thiên tai đã khiến tổng cộng 15.800 hộ gia đình tại 5 thị trấn và một khu dân cư nông trường ở huyện Ứng Giang, thị trấn Tài Bình, thị trấn Nông Trường, thị trấn Đồng Bì Quan, thị trấn Tây Mã và thị trấn Nam bị ảnh hưởng, với 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương nhẹ, 120 ngôi nhà bị hư hại. 82,11 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 46,39 ha bị hư hại và 26,6 ha bị phá hủy. 19 công trình nước sinh hoạt nông thôn bị hư hỏng, 3 tuyến đường chính đã bị phong tỏa. Thiên tai cũng gây thiệt hại cho một số cơ sở điện và thông tin liên lạc. Sau thiên tai, tỉnh huyện Đức Hồng và Ứng Giang đã nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 2, tổ chức hơn 3.000 lực lượng cứu hộ để tiến hành cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, giải cứu 19 người bị mắc kẹt và chuyển 825 người từ 201 hộ gia đình đến nơi tránh trú khẩn cấp. Dòng chảy thượng nguồn sông Dương Tử dâng cao, Nghi Tân, Lô Châu hứng chịu lũ lụt. Sáng sớm ngày 24 tháng 8, đoạn Nghi Tân của sông Kim Sa, Tứ Xuyên đã đạt đỉnh lũ, mực nước đỉnh lũ đạt 280,28m, cao hơn mực nước đảm bảo 1,28m. Hôm qua, mọi người theo dõi chế độ nước tại ngã ba sông Mân Giang, sông Kim Sa và sông Dương Tử ở Jipin, Tứ Xuyên. Đường Bình Hải ngập nước ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 11 giờ sáng qua. Đỉnh lũ cực lớn đã vượt qua đoạn Lô Châu của sông Dương Tử ở Tứ Xuyên, một phần khu đô thị Lô Châu bị ngập lụt. Lực lượng cứu hộ đã chuyển những người bị mắc kẹt tại quận Long Mã Đàm, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, nơi bị ngập úng nghiêm trọng đến nơi tạm trú an toàn. Vào sáng ngày 24 tháng 8, lưu lượng nước đến từ thượng nguồn sông Dương Tử đã tăng lên 46.000 m3 mỗi giây. Theo dự đoán mới nhất của Cục Phòng chống lụt bão, Đỉnh lũ với lưu lượng dòng chảy khoảng 70.000 mét khối mỗi giây dự kiến sẽ đổ bộ vào đập Tam Hiệp vào khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 8, có quy mô tương đương với trận lũ lớn xảy ra vào năm 2010. Mưa bão khu vực ở thành phố Đại Châu bắt đầu vào tối ngày thứ Ba vẫn đang tiếp diễn. Tính đến 8 giờ ngày thứ Năm, trong thành phố có 129 trạm lượng mưa vượt quá 50mm, 10 trạm vượt quá 100mm và Huyền Hàn, Thành Vân có lượng mưa lớn nhất là 141,8mm. Trận lụt này tại Bạch Hà và Cúc Giang do lượng mưa lớn trong khu vực đã đi qua khu vực đô thị Quất Tiên vào sáng ngày thứ Năm. Trạm thủy văn Bách Hợp Phượng Đàm vào lúc 17 giờ ngày thứ Tư, mực nước đỉnh lũ là 297,42 m, tốc độ dòng chảy đỉnh lũ là 11.900 m khối mỗi giây. Tại trạm thủy văn Cúc Giang San, lúc 3 giờ ngày thứ Năm, mực nước đỉnh lũ là 257,72 m, tốc độ dòng chảy đỉnh lũ là 15.600 m khối mỗi giây. Khu đô thị Khuất Tiên lúc 8 giờ 30 phút ngày thứ Năm, mực nước đỉnh lũ là 245,5 m, tốc độ dòng chảy tương ứng là 16.400 m khối mỗi giây. Được biết, lũ lụt đã khiến 7 thị trấn ở thị trấn Giang Linh, thị trấn Kiều Loan, thị trấn City, thị trấn Bắc Miêu, thành phố Khuất Tiên, thị trấn Sơn Hội, thị trấn Tu Si và thị trấn Lý Độ ở huyện Đại Tiên, thành phố Khuất Tiên bị ngập lụt và nhấn chìm từ 2 đến 6 m. Hiện mực nước các nơi trên đã xuống. Ngày 24 tháng 8, sông Phục Hy ở huyện Phủ Thuận, thành phố Tử Cống ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên, mực nước đang dâng cao và thị trấn Đạm Cảnh Quan Xương chìm trong biển nước bao la. Những trận mưa xối xả trong vài ngày qua đã gây ra thảm họa nghiêm trọng ở Tử Cống, Nghi Tân, Lô Châu và các thành phố khác ở miền Nam Tứ Xuyên, người dân chịu thiệt hại nặng nề. Thành phố Lô Châu phải hứng chịu đỉnh lũ nghiêm trọng 50 năm mới có một lần. Vào lúc 18 giờ, nhóm phóng viên Thông tấn xã Trung Quốc đã đến hiện trường trận mưa lũ lớn ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Đỉnh lũ cao nhất đạt 19,62 m, cao hơn 3,12 m so với mực nước đảm bảo 16,5 m. Nhà của một thành viên trong gia đình bị ngập lụt ở khu vực Đạm Cảnh Quan, huyện Phủ Thuận và đồ đạc của họ đang được chuyển đi. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục ở thượng nguồn, huyện Phủ Thuận, Đăng Cảnh Quan và những nơi khác ở Tứ Xuyên đã phải hứng chịu lũ lụt, khiến một số khu vực trũng thấp bị ngập lụt trên đường phố và một số ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Một số cơ sở kinh doanh ven sông chịu tổn thất nặng nề. Hiện tại, đỉnh lũ đã đi qua huyện Phủ Thuận thành công và lũ đang từ từ hạ xuống. Một số ngôi nhà ở phố cổ Đặng Cảnh Quan, Phủ Thuận, tỉnh Tứ Xuyên bị ngập lụt. Thưa quý vị, hôm thứ Tư, mưa lớn đã ập đến nhiều nơi ở Trùng Khánh, khiến mực nước của nhiều con sông dâng cao, vượt quá mức cảnh báo, làm ngập lụt các thị trấn, phá hủy đường xá và nhà cửa, thậm chí cầu cạn bị cuốn trôi khiến đường bộ, đường sắt quốc gia bị gián đoạn. Gần 5.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa vì nhà cửa bị ngập úng. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 8 giờ tối ngày thứ Ba, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi ở Trùng Khánh, có mưa lớn ở 24 quận và quận bao gồm Vạn Châu, Trung Tiên và Tây Sơn, trong đó 16 quận có mưa lớn. Vạn Châu có mưa bão cực lớn, hơn 4.500 người ở Vạn Châu đã được chuyển đi. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước Kỳ Giang tiếp tục dâng cao. Vào lúc 11 giờ ngày thứ Tư, mực nước của trạm Kỳ Giang Ngô Châu ở quận Giang Tân là 198,64 m, cao hơn 0,13 m so với mực nước cảnh báo lũ. Lũ số 2 năm nay trên sông Kỳ Giang đã hình thành. Vào ngày thứ Tư, trạm giám sát thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng cho sông Kỳ Giang ở quận Giang Tân. Người dân địa phương cho biết chỉ trong nửa giờ, hàng nghìn cửa hàng và nhà dân dọc theo Ngô Kiều đã bị nuốt chửng. Theo báo cáo, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, sông Legi và sông Xuân Si ở quận Giang Tân, sông Thông Hội và sông Thang Tây ở quận Kỳ Giang, sông Hữu Giang ở quận Phúc Linh, sông Gia Gạo và sông Chu Nhất ở quận Phùng Kiệt, sông Ngô Kiều, sông Mô Đao ở quận Vạn Châu. 10 con sông bao gồm cả sông Kiến Nam đã vượt qua giới hạn mực nước cảnh báo. Theo một báo cáo khác, Trùng Khánh, Vạn Châu bị mưa lớn và nhiều nơi như Trường Lăng và Ngô Kiều bị ngập lụt. Trận lũ đã nhấn chìm một thị trấn, cầu vượt và một số nhà máy bị ngập. Một nhà máy sơn ở thị trấn Trường Lăng, quận Vạn Châu bị ngập nước với độ sâu từ 2 đến 3 mét, toàn bộ thiết bị và nguyên liệu bị ngập và hư hỏng nặng. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy lũ tràn qua bờ kè, tràn vào thị trấn, đường phố biến thành sông. Nhiều phương tiện bị ngâm trong nước, toàn bộ nhà tầng 1 vùng trũng ngập sâu, dường như có người đang bơi và vùng vẫy trong lũ. Đoạn video cho thấy lũ lụt, đường xá bị cuốn trôi, thậm chí một số ngôi nhà cũng bị lũ cuốn trôi. Theo một báo cáo khác, vào khoảng 7 giờ 48 phút ngày thứ Tư, do lượng mưa lớn liên tục ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh, một số trụ của cầu đường sắt sông Sibu giữa ga Ngọc Bắc Sơn và ga Lạc Thiên trên đường sắt Vạn Lương đã bị lũ lụt làm hư hỏng. Cầu đường sắt bị sập một phần. Ngành đường sắt bố trí cho các đoàn tàu đi qua khu vực này phải đi vòng, quay đầu hoặc dừng chạy. Đoạn video cho thấy cầu Thiên Hưng bị sập, quốc lộ 38, đường cao tốc và đường sắt đều bị gián đoạn. Vào tối ngày 24 tháng 8, một trận lở đất đã xảy ra ở Thủy Trấn, quận Vạn Châu, thành phố Trung Khánh, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 8, một trận lở đất ở thị trấn Thủy, quận Vạn Châu, thành phố Trung Khánh đã khiến nhiều ngôi nhà bị sập và một số người thiệt mạng. Nhân viên chính quyền thị trấn Phong Thủy cho biết có 6 người chết thuộc 2 gia đình, 3 người lớn và 3 trẻ em. Theo báo cáo, chính phủ đã thành lập 4 nhóm công tác bao gồm nhóm xử lý hậu quả, nhóm duy trì ổn định và nhóm điều tra. Một người dân địa phương cho biết không phải 2 gia đình mà chỉ có 1 gia đình, 3 đứa trẻ tử vong, 1 đứa không phải là con ruột của mình và 3 người lớn. Người dân địa phương thuật lại, người già và trẻ em đều bị chôn vùi, 2 chiếc máy xúc đào cả đêm vẫn không đào ra được. Ngay tại đây, chúng tôi đã chạy trong khoảng từ 110 đến 120 km đêm qua và chúng tôi đã đi xem nó vào sáng nay. Một đoạn video của cư dân mạng đăng tải cho thấy vào tối ngày 24 tháng 8, một vụ lở đất đã xảy ra ở Thủy Trấn, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh khiến một ngôi nhà bị vùi lấp. Và một ngày trước đó tại Trùng Khánh đã xảy ra một thảm kịch từ trên trời rơi xuống khiến 6 người thiệt mạng. Một chiếc xe buýt ở Trùng Khánh bất ngờ bị một tảng đá lăn xuống đè trúng. Nóc xe bị tông trực diện nên bị vỡ một lỗ lớn, khiến 6 người tử vong và 9 người khác bị thương tại chỗ. Bão Doksuri, bão số 5 đổ bộ vào Phúc Kiến vào lúc 9 giờ 55 phút ngày 24 tháng 8, sau đó hoàn lưu di chuyển lên phía Bắc. Theo báo cáo chính thức, tính đến 8 giờ ngày 25 tháng 8, Doksuri đã ảnh hưởng đến hơn 880.000 người ở tỉnh Phúc Kiến. Mặt khác, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa rông ở mức cao nhất vào buổi tối, được đưa ra trở lại sau 11 năm. Ngày 25 tháng 8 có mưa lớn ở ven biển và phía Bắc tỉnh Phúc Kiến, trong đó có mưa lớn ở Phúc Châu, Ninh Đức, Phủ Điền, Tuyền Châu, Hạ Môn, Chương Châu và mưa lớn cục bộ. Lực lượng phòng vệ tỉnh Phúc Kiến tuyên bố sẽ duy trì mức độ ứng phó khẩn cấp đầu tiên đối với mưa bão. Tính đến 8 giờ ngày 25 tháng 8, Doksuri đã khiến hơn 880.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở 9 quận và thành phố bao gồm thành phố Tuyền Châu, thành phố Hạ Môn và thành phố Chương Châu. 354.400 người đã được chuyển đi tránh khẩn cấp, 146.200 người đã được chuyển đi nơi khác và tái định cư khẩn cấp. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 428 triệu nhân dân tệ. Chiều tối ngày 24 tháng 8, Đài khí tượng Trung ương đã nâng cấp và ban hành cảnh báo mưa rông màu đỏ, cấp độ cao nhất. Đây cũng là lần cảnh báo mưa rông màu đỏ thứ 2 được đưa ra kể từ khi Đài khí tượng Trung ương chính thức triển khai cơ chế phát cảnh báo sớm vào năm 2010. Lần gần đây nhất đưa ra cảnh báo là ngày 29 tháng 9 năm 2011. Dự báo từ 20 giờ ngày 25 tháng 8 đến 20 giờ ngày 26 tháng 8 ở Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, miền Trung và miền Đông Sơn Tây, miền Bắc Hà Nam, miền Trung và miền Tây Sơn Đông sẽ có mưa to đến rất to, trong đó miền Trung và Nam Hà Bắc, Trung và Nam Bắc Kinh, Thiên Tân có mưa lớn. Ở các vùng Tây Bắc, Hà Nam và những nơi khác có mưa bão lớn với lượng mưa từ 250 đến 400 mm. Ở một số khu vực dọc theo vùng núi ở Trung và Nam Hà Bắc, Tây Nam Bắc Kinh, Tây Bắc và miền Nam An Huy, miền Trung bờ biển Chiết Giang, miền Trung bờ biển Phúc Kiến, miền Trung Quảng Đông có mưa to hoặc rất to. Ở các vùng phía Tây Nam Vân Nam, miền Trung Thiểm Tây, miền Đông Hắc Long Giang và miền Bắc Cát Lâm có mưa rất to. Một số khu vực nêu trên đi kèm với lượng mưa lớn ngắn hạn. Lượng mưa mỗi giờ tối đa từ 30 đến 70 mm, cục bộ có thể vượt quá 100 mm. Xuất hiện hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông và gió giật mạnh. Mặt khác, Tổng cục Quốc phòng và Cục Quản lý Khẩn cấp đã tổ chức các cuộc họp luân phiên với Cục Khí tượng Trung Quốc, Bộ Tài nguyên nước và Bộ Tài nguyên để nghiên cứu và đánh giá tác động của gió và mưa, sau đó của Doksuri và xu thế phát triển của thiên tai mưa bão và lũ lụt. Theo các báo cáo, do ảnh hưởng của hoàn lưu Doksuri, từ tối ngày 25 tháng 8 đến 2 ngày tới ở Hà Nam, Sơn Đông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Liêu Ninh sẽ có mưa lớn, tình hình rất nguy hiểm. Yêu cầu Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang và các khu vực bị thiên tai khác làm tốt công tác cứu trợ thiên tai, khắc phục và tái thiết sau thiên tai, phân bổ kịp thời quỹ và vật tư cứu trợ thiên tai, tái định cư hợp lý cho những người bị ảnh hưởng, khôi phục sản xuất và trật tự cuộc sống càng sớm càng tốt. An Huy, Hà Nam và các khu vực khác phải đối mặt với lượng mưa lớn, cần tăng cường giám sát và cảnh báo sớm, tham vấn, nghiên cứu và phán đoán, thực hiện cơ chế phản ứng cảnh báo sớm thiên tai trực tiếp cho người có trách nhiệm ở cơ sở, kiên quyết di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước. Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây và các khu vực dự báo mưa cực đoan phải dựa trên các điều kiện khắc nghiệt, chuẩn bị đầy đủ, củng cố trách nhiệm phòng thủ cơ sở, điều tra các nguy cơ tiềm ẩn lớn như vỡ kè, vỡ hồ chứa, thiên tai địa chất như lở núi và úng ngập đô thị do mưa lớn có thể xảy ra, sau đó chấn chỉnh và cải cách. Loại bỏ toàn diện những nguy cơ tiềm ẩn, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, đặt hiệu quả việc bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Bão Doksuri đổ bộ vào Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến lúc 9 giờ 55 phút sáng ngày 25 tháng 8, sức gió tối đa ở vùng gần tâm đạt cấp 15, khoảng 50 m trên giây. Khi đổ bộ mạnh hơn, cuộc đổ bộ của Doksuri đã mang theo gió và mưa đến nhiều nơi ở Phúc Kiến và mái nhà của nhà thi đấu eo biển Tuyền Châu bị lật tung. Video trực tuyến cho thấy Doksuri quét qua bờ biển Tuyền Châu, gió hú và nhiều cây cối bị thổi bay. Theo Trade Metropolis Daily, 1/3 mái của nhà thi đấu tại cơ sở Đông Hải ở Tuyền Châu đã bị tốc mái và hàng rào của sân quần vợt cũng bị tốc thành từng mảnh. Một video khác cho thấy mái nhà của nhà thi đấu eo biển Tuyền Châu bị nghi là đã bị đổ. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão, các máy biến áp mạch ở một số khu vực đô thị của Tuyền Châu đã bị đoản mạch và thậm chí phát nổ dữ dội. Doksuri là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, đồng thời cũng là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào Phúc Kiến kể từ khi có đầy đủ hồ sơ quan trắc. Sau đó, Doksuri di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió đạt cấp 6, cấp 7 trong ngày 25 tháng 8, đi qua khu vực phía Tây của tỉnh Sơn Đông và tiếp tục đi về phía Bắc vào ngày mai. Đài quan sát khí tượng Trung ương thông báo cơn bão số 6 năm nay là Kanu hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương vào sáng sớm ngày 23 tháng 8. Kanu nằm ở vùng biển phía đông Philippines và cách khoảng 1.810 km về phía đông của Manila, Philippines. Sức gió tối đa vùng gần tâm bão 18 m trên giây, đạt cấp 8, bão nhiệt đới. Kanu được dự đoán sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, cường độ tăng dần. Cơ quan khí tượng Nhật Bản ước tính rằng Kanu sẽ được nâng cấp thành bão mạnh sớm nhất vào 2 ngày tới. Bão mạnh ở Nhật Bản được định nghĩa là tốc độ gió tối đa lớn hơn hoặc bằng 33 m/giây và nhỏ hơn 44 m/giây và đến Đài Loan ở phía bắc biển Hoa Đông. Khi đó áp suất không khí trung tâm sẽ là 965 hPa, tốc độ gió tối đa gần trung tâm là 40 m/giây, gió giật tối đa tức thời là 55 m/giây, ước tính sẽ đến Trung Quốc đại lục vào 3 ngày tới. Sẽ có ảnh hưởng lẫn nhau giữa Kanu và Doksuri. Nye Gaugen, một kỹ sư cấp cao tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Biển và Bão của Đài quan sát Khí tượng Trung ương, cho biết xét từ khoảng cách và đường đi của hai cơn bão có thể không có sự tương tác giữa bão kép rõ ràng, nhưng gió đông ở phía bắc của Kanu có thể là Doksuri trong tương lai. Hoàn lưu áp suất thấp suy yếu cung cấp lượng hơi nước dồi dào, giúp duy trì hoàn lưu còn sót lại của Doksuri và tăng lượng mưa trên đất liền. Thưa quý vị, từ chiều tối ngày 24 tháng 8 đến sáng sớm ngày 25 tháng 8, mưa lớn ngắn ngày tại huyện Phụ Dương, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã gây ra lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Hiện đã có 5 người thiệt mạng và 3 người vẫn đang mất tích. Theo báo cáo chính thức, 32 trận lũ quét ở các lưu vực nhỏ, 144 thiên tai địa chất, 26 ngôi nhà dột nát bị hư hỏng hoặc sập, 1.619 hộ dân bị mất điện, 42 phương tiện bị ngập và 21 tuyến đường bị gián đoạn. Vào lúc 6 giờ 50 phút chiều ngày 24 tháng 8, Phụ Dương đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2. Theo báo cáo, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn này là cực kỳ hiếm, từ tối ngày 24 tháng 8 đến sáng sớm ngày 25 tháng 8. Lượng mưa trên toàn khu vực là 26,1 mm, trong đó lớn nhất là 209 mm ở làng Thạch Gia, thị trấn Đại Nguyên, tiếp theo là 169 mm ở làng Đại Thành, thị trấn Thượng Quan. Trong số đó, 4 trạm quan trắc lượng mưa ở khu vực biên giới của thị trấn Thượng Quan, thị trấn Đại Nguyên và thị trấn Trường Lộc đã vượt quá giá trị cực trị trong lịch sử của lượng mưa tối đa mỗi giờ. Theo báo cáo, do khu vực miền núi hẹp ở ngã ba của 3 thị trấn, nước mưa tích tụ rất nhanh và lượng mưa ngắn hạn ngay lập tức thu vào lòng sông và dòng suối luôn trong xanh. Đoạn Thượng Quan của sông Sơn Tây và đoạn Thanh Công của làng Liêu Khun, làng Thạch Gia, sông Đại Nguyên Tây có dòng chảy tức thời rất lớn. 73,6 km đường chính bao gồm cả đường nông thôn ở các tỉnh và huyện ở các khu vực Đại Nguyên, Thượng Quan và Thường Xanh bị nhấn chìm. Theo các nhân chứng và video của nhân viên tại chỗ, nước sông dâng cao ngay lập tức, mực nước ngập làng mạc và nhà máy hai bên bờ sông dâng cao 1,5 đến 2 mét trong 10 đến 15 phút. Phương tiện truyền thông trong nước trước đó đã đưa tin rằng một trận lũ lụt bất ngờ xảy ra ở làng Lưu Ô, thị trấn Đại Nguyên, quận Phụ Dương, khiến nhiều ngôi nhà của dân làng bị ngập, 5 người thiệt mạng và 3 người khác mất tích. Một người dân ở thôn Lưu Ô cho biết, vào khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 8, khu vực địa phương bắt đầu mưa to. Khoảng 1 giờ sau, mực nước một con sông ở địa phương dâng cao, nước tràn bờ sông. Nhiều nhà dân trong thôn bị ngập, một số ô tô bị cuốn trôi, một số nhà dân và dân làng đã bị lũ cuốn trôi. Đoạn video trên mạng cho thấy tại một đoạn sông hẹp, dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống, tràn bờ sông và ập vào nhà dân hai bên bờ sông. Sau khi lũ rút, một số ô tô cá nhân đã bị chặn lại ở giữa dòng sông và các phương tiện cứu hộ tiến hành công việc dọn dẹp. Một số dân làng nói rằng một số người dân làng kinh doanh một cửa hàng nhỏ bị mất tích. Khi lũ đến, họ đã cố gắng vớt vát một thứ gì đó, nhưng chúng đã bị cuốn trôi và không may họ đã chết khi được tìm thấy. Một người trong cuộc cho biết chú và dì của cô đã bị lũ cuốn trôi. Đến nay vẫn chưa tìm được thấy chú và dì của cô. Cán bộ Ủy ban Nhân dân thôn Lảo xác nhận có 7 người dân trong thôn bị cuốn trôi, hiện đã tìm thấy 5 người, 2 người vẫn mất tích. Hiện nhiều ban ngành đang tìm kiếm, trong số 5 người dân làng được tìm thấy, một người đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện và 4 người còn lại đã không còn dấu hiệu sinh tồn khi được tìm thấy. Hiện nhiều ban ngành địa phương đang triển khai công tác di rời hàng loạt và tìm kiếm cứu nạn. Vào 2 ngày qua, huyện Miên Ninh và thành phố Lô Châu, huyện Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã hứng chịu một trận mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng, tầng 1 của thành phố bị ngập lụt. Đến nay đã có hơn 10.000 người được chuyển đi, 3 người chết, 10 người mất tích. Đợt mưa lớn này ở tỉnh Tứ Xuyên kéo dài trong thời gian dài. Từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, bao trùm một khu vực rộng lớn, bao gồm Bá Trung, Đại Châu, Nam Trùng, Quảng An, Kiện Ninh, Tử Dương, Nội Giang, Tử Cống, Nghi Bình, thành phố Lô Châu và Thành Đô, Mai Sơn, Lạc Sơn. Lũ quét xảy ra ở nhiều khu vực, gây thương vong và thiệt hại nặng nề về tài sản. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức, hơn 10.000 người đã được tái định cư ở huyện Miên Ninh và thành phố Lô Châu trong trận mưa xối xả. 3 người được cho là đã chết và hơn chục người mất tích. Trận lũ quét cũng đã cuốn trôi một số đoạn quốc lộ 108, quốc lộ 248. Đập Tam Hiệp hiện đang phải chịu áp lực ngày càng lớn do tỉnh Tứ Xuyên nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, nơi tất cả lượng nước mưa này chảy qua. Đoạn video do một cư dân mạng đăng tải cho thấy tình hình thiên tai ở thành phố Lô Châu, cả thành phố chìm trong biển nước. Người dân không thể đi lại mà phải dùng thuyền để ra ngoài. Lũ lụt đang hoành hành khắp Trung Quốc đại lục gần đây. Tương Tây, Hồ Nam đã phải hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Gần 100.000 người bị ảnh hưởng và hơn 10.000 người đã buộc phải rời khỏi nhà đến nơi tránh trú an toàn. Trong lũ lụt, một chiếc ô tô đã bị cuốn trôi xuống sông và một cặp vợ chồng đã được cứu sống. Do lượng mưa lớn, thị trấn Nam Trùng ở Tứ Xuyên đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 8 giờ sáng ngày 23 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 24 tháng 8, 6 con sông vừa và nhỏ bao gồm sông Thanh Trường, một nhánh của sông Ngô Giang ở Quý Châu, sông Thông Chê, một nhánh của sông Xích Thủy ở Quý Châu, Vân Nam, Lạch Bạch Thủy và sông Hắc Thủy Đàn, một nhánh của sông Gia Linh ở Trùng Khánh, mực nước dâng cao. Theo một báo cáo khác, từ 8 giờ ngày 24 tháng 8 đến sáng ngày 25 tháng 8, do mưa lớn nên nước sông Gia Lăng, sông Hàn thuộc lưu vực sông Dương Tử. Các dòng chính của thượng lưu lưu vực sông Hoàng Hà và sông Thao, sông Quê, sông Nghi Lạc, các dòng chính thượng lưu của lưu vực sông Hoài, sông Sa Anh và sông Hồng Kông, các dòng chính và phụ lưu sông Ru sẽ bị lũ lụt, một số sông vừa và nhỏ nằm trong khu vực mưa bão có thể vượt quá mức cảnh báo. Ngày 25 tháng 8, một trận lũ lụt khác bùng phát ở Tam Môn Hạ, Hà Nam. Lũ tràn qua đường và tràn vào các làng mạc thị trấn, một cặp vợ chồng vô tình lái xe bị cuốn trôi xuống sông sau cơn mưa và bị mắc kẹt trên nóc ô tô. Được biết, ngày hôm đó họ đã đính hôn, chàng trai lái xe để đón cô gái đi trang điểm đính hôn. Khi lái xe băng qua dòng nước thì bị lũ cuốn trôi về phía hạ lưu và mắc kẹt trên nóc xe, cả hai được cứu lên bờ an toàn. Thưa quý vị, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, tỉnh Tương Tây, Hồ Nam đã phải hứng chịu lũ lụt do mưa lớn trong những ngày gần đây. Tính đến 19 giờ ngày 24 tháng 8, 95.399 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, 4.256 người phải di rời khẩn cấp và 10.095 người đã được chuyển đi nơi khác để tránh trú khẩn cấp. Hơn 100 hecta ruộng lúa của địa phương ven sông cơ bản đã bị ngập. Cư dân địa phương cho biết họ đã sống ở thị trấn nhỏ này hơn 20 năm và chưa bao giờ chứng kiến trận lụt lớn như vậy. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không đề cập đến con số thương vong do lũ lụt gây ra. Theo một báo cáo khác, từ 20 giờ ngày 24 tháng 8 đến 14 giờ ngày 25 tháng 8, lượng mưa hàng ngày ở quận Bảo Kính, phía Tây Hồ Nam đạt 314,5 mm, vượt qua giá trị cực đoan lịch sử kể từ khi có dữ liệu khí tượng vào năm 1961. Đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy, vào ngày 24 tháng 8, một trận mưa xối xả đã xảy ra ở Tương Tây, Hồ Nam, nhà cửa bị ngập lụt, đường xá trở thành dòng sông chảy xiết. Một số người dân bị cuốn trôi và một số lượng lớn ô tô cũng bị cuốn trôi. Theo các báo cáo truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 22 giờ ngày 23 tháng 8 đến 10 giờ ngày 24 tháng 8, ở Nam Sung đã xảy ra một trận mưa bão khu vực. Lượng mưa lớn nhất xảy ra ở thị trấn Sigui, quận Cao Bình, thành phố Nam Sung, với mức tối đa là 197,4 mm. Lượng mưa hàng giờ lớn nhất là 65,7 mm ở thị trấn Long Linh, quận Gia Linh. Lượng mưa khiến mực nước sông dâng cao, trong đó mực nước tại ga Lạc Tây Hà, Mã Gia ở quận Cao Bình có thể chênh lệch từ 3,5 đến 4,5 m, vượt mực nước cảnh báo khoảng 1 m. Một đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy, vào ngày 24 tháng 8, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên đã trải qua một trận mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước sông dâng cao và gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng trong thị trấn. Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào giờ cao điểm buổi tối ngày thứ Tư tuần trước, khu vực trung tâm thành phố Thượng Hải đã hứng chịu một trận mưa lớn. Trụ sở kiểm soát lũ lụt thành phố Thượng Hải đã ban hành cảnh báo màu vàng cho mưa bão, cảnh báo màu vàng cho dông bão, cảnh báo màu xanh cho gió mạnh và cảnh báo màu vàng cho dông bão. Phố Đông, Tùng Giang và các quận khác đã phát tín hiệu cảnh báo màu cam cho mưa bão. Theo báo cáo, từ 12 giờ đến 19 giờ ngày thứ Tư, phố Tân Hồng ở Minh Hàng có lượng mưa lớn nhất là 178,7 mm và lượng mưa lớn nhất trong một giờ xảy ra ở phố Đường Định Hải ở trung tâm thành phố là 125,4 mm. Một video do cư dân mạng đăng tải cho thấy, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thượng Hải ngập trong hơn một biển nước và triển lãm truyện tranh quy mô lớn Bilibili đang được tổ chức vào thời điểm đó. Cư dân mạng ở Thượng Hải đã chia sẻ kinh nghiệm lái xe trong nước. Chiều ngày 25 tháng 8, ngoài biển bất ngờ có mưa lớn, nhiều đoạn đường bị ngập. Tôi chạy vội mấy đoạn nước ngập sâu suốt quãng đường về nhà. Về đến nhà tôi như chết lặng, biển số xe phía trước không còn nữa. Đã lâu lắm rồi, không biết trên mạng có mất tích trang web biển số bằng lái không. Tôi quay lại bảo mật cộng đồng và nói rằng tôi là người thứ ba bị mất biển số trong ngày hôm nay. Nhiều nơi ở Thượng Hải bị ngập lụt, lái xe như chèo thuyền. Máy ghi âm ô tô cho thấy việc lái ô tô giống như chèo thuyền. Nhiều khu vực của khu đô thị bị ngập lụt và đường phố biến thành sông. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đối mặt với siêu bão Doksuri. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với siêu bão Doksuri lên cấp 1, cấp cao nhất sau khi Doksuri mạnh lên thành siêu bão. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, Doksuri có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến kể từ năm 2017 và là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến khu vực phía đông tỉnh Quảng Đông trong gần một thập kỷ. Dự kiến bão đổ bộ trong sáng ngày 25 tháng 8 đi sâu vào đất liền và di chuyển về phía Bắc, ảnh hưởng lớn nhất đến các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tây, An Huy, Sơn Đông, Hà Bắc, Thiên Tân và thủ đô Bắc Kinh. Cơ quan khí tượng hối thúc chính quyền địa phương tại các tỉnh như Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang và Giang Tây nâng mức ứng phó khẩn cấp dựa trên tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn người dân nhằm tránh thiên tai và giảm rủi ro. Đài Loan, Phúc Kiến và Chiết Giang đã hứng chịu mưa xối xả từ sáng ngày 24 tháng 8, trong đó lượng mưa ở Đài Loan có thể đạt 250 đến 400 mm ở một số khu vực. Để chuẩn bị, khu vực phía Nam Đài Loan từ hôm 24 tháng 8 đã đóng cửa các doanh nghiệp và trường học. Hơn 100 chuyến bay trong và ngoài hòn đảo cùng tuyến phà bị hủy hoặc hoãn, trong khi tuyến đường sắt nối phía Nam và phía Đông Đài Loan ngừng hoạt động. Gần 6.000 người đã được sơ tán, chủ yếu là dân cư ở vùng núi phía Nam Đài Loan. Cùng ngày, cơn bão đã làm 49.000 hộ dân ở đây tạm thời mất điện. Trong khi đó, khoảng 20 chuyến tàu cao tốc giữa đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc và Trung Quốc đại lục đã bị đình chỉ trong ngày hôm nay và ngày mai. Tỉnh Quảng Đông cũng đình chỉ hoặc điều chỉnh hoạt động đường sắt từ ngày thứ Tư đến ngày hôm nay. Trong khi các nhà ga gấp rút chuẩn bị bao cát, máy bơm nước để chống lũ, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng đưa ra khuyến cáo đình chỉ các hoạt động tụ tập trong và ngoài trời, các hoạt động nguy hiểm ngoài trời, đồng thời khuyến nghị khẩn trương sơ tán người dân đang sống tại những ngôi nhà không kiên cố. Siêu bão Doksuri bắt đầu đổ bộ vào các tỉnh ven biển phía đông nam Trung Quốc vào sáng ngày 24 tháng 8, khiến hàng chục người bị thương và gây thiệt hại lớn về kinh tế. siêu bão Doksuri đã đổ bộ vào thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến lúc 9 giờ 55 phút sáng với sức gió lên tới 180 km/h. Siêu bão Doksuri là bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay. Đây là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào Phúc Kiến trong nhiều năm qua, sau cơn bão Meranti từng khiến ít nhất 11 người thiệt mạng vào năm 2016. Tỉnh Phúc Kiến đã nâng mức cảnh báo lên cao nhất, các chuyến bay và chuyến phà cũng bị đình chỉ, dịch vụ đường sắt ở Hạ Môn, Trương Châu và Tuyền Châu cũng bị tạm dừng. Theo các video trên mạng xã hội Trung Quốc, những cơn gió mạnh đã làm bật gốc cây cối và lật đổ mái nhà ở một số thành phố. Vào buổi sáng, Hạ Môn đã hứng chịu trận mưa lớn, gió giật mạnh, một cư dân Hạ Môn viết trên mạng. China News Survey đưa tin, cơn bão đã buộc các doanh nghiệp, nhà máy, trường học và các điểm du lịch phải đóng cửa, đồng thời khiến 416.800 người trong tỉnh Phúc Kiến phải sơ tán. Cơ quan kiểm soát lũ lụt thành phố Tuyền Châu cho biết 114 người đã bị thương trong cơn bão vào lúc 13 giờ 30 phút và hơn 500.000 hộ gia đình bị cắt điện. Chính quyền đã nhận được 1.132 cuộc gọi khẩn cấp và cử 287 đội đã được cử đi sửa chữa cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cư dân bị mắc kẹt do sạt lở đất và lũ lụt. Các tàu chở khách và tàu đánh cá cũng đã được triệu hồi về cảng ở một số vùng ven biển tỉnh Chiết Giang. Cho đến nay, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở Trung Quốc, nhưng siêu bão Doksuri đã khiến ít nhất 26 người ở Philippines thiệt mạng sau khi một chiếc phà quá tải bị lật trong gió lớn hôm 23 tháng 8. Ngoài ra, có ít nhất 13 người khác thiệt mạng do tác động của cơn bão ở Philippines. Bão Doksuri dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc sau khi đổ bộ và suy yếu dần, kéo theo mưa lớn tại 10 tỉnh dọc bờ biển phía đông của Trung Quốc trong vài ngày tới. Lượng mưa ở Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Nam và những nơi khác rất lớn và nguy cơ xảy ra thảm họa là rất cao. Người dân cần chú ý hơn, cảnh giác và tránh xa những khu vực nguy hiểm. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, bão Doksuri dự kiến sẽ vào tỉnh Giang Tây vào sáng thứ Bảy. Trước khi cơn bão này đổ bộ, bão nhiệt đới Kanu đã mạnh lên và được dự báo sẽ đạt cường độ bão vào cuối tuần này. Tân Hoa Xã, Trùng Khánh hôm nay đưa tin, kể từ ngày 24 tháng 8, khu vực phía Tây Trùng Khánh có mưa lớn, 12 con sông có lũ trên mức cảnh báo. Hôm nay, mưa lớn tiếp tục ở một số khu vực của Trùng Khánh và Ngọc Bắc, Bá Nam, Sa Bình Bá và những nơi khác tiếp tục đưa ra thông tin cảnh báo mưa lớn. Trạm quan trắc thủy văn Trùng Khánh vào ngày 24 tháng 8 cho rằng từ 8 giờ ngày 23 tháng 8 đến 8 giờ ngày 24 tháng 8, phía Tây Trùng Khánh có mưa lớn và mưa lớn cục bộ. Có mưa lớn ở 13 quận và huyện bao gồm Sa Bình Bá, Cửu Long Pha và Bắc Bội ở Trùng Khánh và mưa lớn xảy ra ở quận Đại Tổ. Lượng mưa hàng ngày lớn nhất xảy ra ở làng Hữu Phương, thị trấn Thiết Sơn, Đại Túc là 256,0 mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, 12 con sông như sông Quỳnh Giang, sông Phu Sinh, sông Đường Bá, sông Tây Bá ở quận Tống Nam, sông Hoài Nguyên, sông Tiểu An ở quận Thông Lương, sông Bình Đàm, sông Vĩnh Tây, sông Cao Thắng ở quận Đại Sư, sông Mai Sơn ở quận Bích Sơn, trong đó có sông Bình Nam ở quận Giang Tân vượt mức báo động. Tính đến 8 giờ sáng ngày 24 tháng 8, tình hình các sông nói trên vượt mức cảnh báo an toàn. 46 con sông vừa và nhỏ, bao gồm sông Hồ Long và sông Long Đài ở quận Tống Nam bị ngập 1 đến 7 m, mực nước cao nhất không vượt quá mực nước cảnh báo. Vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 8, mực nước tại trạm Cu Tan trên sông Dương Tử đạt 167,97 m và nước đang dâng lên. Mực nước tại trạm Bắc Bộ trên sông Gia Lăng đạt 182,93 m và nước đang dâng cao. Theo ước tính, từ 8 giờ ngày 24 tháng 8 đến 8 giờ ngày 25 tháng 8, các con sông vừa và nhỏ ở phía Tây Trùng Khánh có thể xảy ra lũ ở các mức độ khác nhau. Một số sông có thể vượt mức nước cảnh báo. Một vùng rộng lớn ở phía Bắc Trung Quốc bao gồm thủ đô Bắc Kinh được đặt trong tình trạng báo động hôm 24 tháng 8 sau khi bão Doksuri đổ bộ và tiếp tục di chuyển trên đất liền. Bão Doksuri đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở miền Nam Trung Quốc vào rạng sáng ngày 24 tháng 8 với sức gió lên tới 175 km/h. Sau khi đổ bộ, bão tiếp tục di chuyển về hướng Bắc nhưng đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, theo các cơ quan thời tiết của Trung Quốc cho biết. Theo Reuters cho biết, Bắc Kinh ngày 24 tháng 8 đã ban hành cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp, trước nguy cơ lũ do áp thấp nhiệt đới. Một số công viên, hồ và đường ven sông của thành phố đã đóng cửa để đề phòng nguy hiểm, chính quyền thành phố thông báo. Tỉnh Hà Bắc giáp ranh với Bắc Kinh, nơi dự kiến sẽ có mưa lớn và gió giật mạnh, đã đưa ra cảnh báo cao nhất màu đỏ ở một số khu vực. Tỉnh Sơn Đông, ven biển và thành phố Thiên Tân cũng giáp với Bắc Kinh ở miền Bắc Trung Quốc cũng nằm trong diện bị có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Doksuri là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Phúc Kiến kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi chép vào năm 1950. Đây cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc từ đầu năm đến nay. Tại thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến, hôm qua chính quyền đã ra lệnh cho cư dân không được rời khỏi nhà trừ khi cần thiết. Ít nhất 5 thành phố của Phúc Kiến hôm 24 tháng 8 đã phá vỡ kỷ lục về lượng mưa trong 24 giờ khi bão đổ bộ. Bão Doksuri đã gây ra lở đất và lũ lụt, làm thiệt mạng ít nhất 13 người ở Philippines trước khi di chuyển theo hướng Tây Bắc đến Trung Quốc. Trung Quốc đã chứng kiến thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ tăng cao kỷ lục vào mùa hè này, tình trạng mà các nhà khoa học cho rằng đang trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Vào đầu tháng 7, Bắc Kinh và khu vực xung quanh đã phá kỷ lục về nhiệt độ với nền nhiệt vượt quá 40 độ C. Siêu bão Doksuri đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc đại lục ngày 24 tháng 8, mang theo mưa lớn và sức gió giật đủ sức hủy hoại các lưới điện, gây ra những vụ hỏa hoạn, nhổ bật cây cối và xé toạc một phần mái của sân vận động. Siêu bão Doksuri là bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay và là cơn bão mạnh thứ hai từng ập vào tỉnh Phúc Kiến kể từ bão Meranti vào năm 2016. Theo Tân Hoa Xã, siêu bão gây ảnh hưởng hơn 724.600 người, trong đó có 124.400 người phải sơ tán và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 52,27 triệu nhân dân tệ, khoảng 173 tỷ đồng. Ở thành phố Cảng Tuyền Châu của Phúc Kiến, 39 người bị thương nhẹ do ảnh hưởng của bão và hơn 500.000 hộ gia đình mất điện. Phần mái của sân vận động ở trung tâm thành phố Tuyền Châu bị xé toạc, khiến những mảnh vụn kính thủy tinh và các thanh kim loại rơi vãi khắp nơi. Còn ở thành phố Hạ Môn, cả đô thị lâm vào tình trạng đóng băng ngày hôm 23 tháng 8 bị bão ập đến. Theo Reuters dẫn lời một cư dân họ Trang, đường xá vắng bóng xe cộ, các nhà máy ở trung tâm mua sắm đều đóng cửa. Theo người này cho biết, những video clip trên mạng xã hội cho thấy các đường dây điện nổ tung trong lúc bão tố quét qua Tấn Giang, thành phố khoảng 2 triệu dân. Vào thời điểm đổ bộ đất liền ở phạm vi tỉnh Phúc Kiến, tốc độ gió của siêu bão Doksuri đã hạ cấp thành bão nhiệt đới mạnh, nhưng mưa lớn và kéo dài dự kiến vẫn xảy ra cho các tỉnh đất liền như An Huy, nơi trồng ngũ cốc. Ảnh hưởng bão cũng được cho sẽ gây ra mưa lớn đến tận thủ đô Bắc Kinh trong ngày 25 tháng 8 hoặc ngày 26 tháng 8. Trước khi tiến vào Trung Quốc đại lục, siêu bão Doksuri cũng đã gieo rắc chết chóc từ Philippines đến Đài Loan. Ở Philippines, một chiếc phà chìm gần Manila khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Tổng cộng có hơn 36 nạn nhân tử vong ở Philippines có liên quan đến bão. Ở miền Nam Đài Loan, bão tố quật ngã cây cối và gây mất điện cho hơn 278.000 hộ gia đình. Hơn 200 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hoãn hoặc hủy trong ngày 23 tháng 8. Dịch vụ đường sắt giữa miền Nam và miền Đông Đài Loan bị ngưng trệ do bão. Đài Loan đang thống kê mức độ ảnh hưởng. Bão Doksuri đã mang mưa lớn đến một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, sau khi tấn công Philippines và Đài Loan Trung Quốc. Các tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông của Trung Quốc cũng nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng của bão Doksuri, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa thông tin. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh cho biết thành phố này sẽ phải hứng chịu những trận mưa như trút nước từ đêm ngày 24 tháng 8 đến 2 ngày tới. Theo Tân Hoa Xã, cảnh báo màu cam về mưa bão đã được ban bố trên toàn thành phố vào khoảng 11:45 ngày hôm 24 tháng 8 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, cảnh báo sau đó đã được nâng cấp trong cùng ngày thành báo động đỏ về mưa bão dự kiến trong 3 ngày tới. Tân Hoa Xã cho biết, cơ quan thủy lợi và cơ quan khí tượng Bắc Kinh đã phối hợp đưa cảnh báo về lũ lụt ở vùng núi. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đóng cửa một số công viên, hồ và đường ven sông, đồng thời cảnh báo mưa to có thể gây ngập úng, lũ lụt nghiêm trọng. Hơn 3.000 người đã được sơ tán, khoảng 203.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động sẵn sàng ứng phó với mưa bão. Những trận mưa lớn cũng đã quét qua nhiều khu vực ở phía đông tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc kể từ tối ngày 23 tháng 8. Do mưa trút xuống liên tục, chính quyền tỉnh Sơn Đông đã đưa ra cảnh báo vàng về mưa lớn và cảnh báo về lũ lụt trên núi. Hàng chục triệu người có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão Doksuri đổ bộ vào Trung Quốc từ ngày 24 tháng 8. Tân Hoa Xã cho biết thêm, trên khắp Trung Quốc, một số thành phố ven biển như Hạ Môn, Tuyền Châu và Trương Châu đã tạm thời đóng cửa các doanh nghiệp, nhà máy và trường học kể từ chiều ngày 23 tháng 8. Hơn 400.000 người đã được sơ tán ở tỉnh Phúc Kiến. Trước khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão Doksuri đã tàn phá nhiều khu vực của Philippines, khiến ít nhất 39 người tử vong, trong đó có hàng chục người trên một chiếc thuyền quá tải bị lật trong gió mạnh. Cơn bão cũng buộc hàng trăm nghìn người ở nước này phải sơ tán. Giống như phần lớn khu vực Bắc Bán Cầu, Trung Quốc đã chứng kiến thời tiết khắc nghiệt trong năm nay. Vào đầu tháng 7 này, phải vật lộn với một đợt nắng nóng dữ dội. Doksuri là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến kể từ dữ liệu bắt đầu được ghi chép vào năm 1950. Đây cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc từ đầu năm đến nay. Trung Quốc vừa phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo thiên tai cao nhất theo màu, lần thứ hai trong lịch sử nước này. Cảnh báo mưa lớn màu đỏ được Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc phát đi vào lúc 18 giờ chiều ngày 24 tháng 8. Đây là mức cảnh báo thời tiết nghiêm trọng nhất trong 4 cấp theo màu, gồm đỏ, cam, vàng và xanh. Đây cũng là cảnh báo mưa lớn màu đỏ thứ hai trong lịch sử kể từ khi cơ quan này chính thức triển khai cơ chế ban bố cảnh báo vào năm 2010. Lần gần đây nhất là vào ngày 29 tháng 9 năm 2011, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo từ 20 giờ ngày 24 tháng 8 đến 20 giờ ngày 25 tháng 8, hàng loạt tỉnh thành như Bắc Kinh, Hà Bắc, Thiên Tân, Sơn Tây, Hà Nam, Sơn Đông sẽ có mưa to đến rất to, một số nơi trong số đó là thủ đô Bắc Kinh, lượng mưa lên tới 250 đến 400 mm. Cùng ngày, Cục Khí tượng Trung Quốc cũng kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 1 đối với thảm họa khí tượng nghiêm trọng vì mưa lớn. Quyết định này được đưa ra dựa trên nhận định do ảnh hưởng của hoàn lưu tàn dư của bão Doksuri di chuyển về phía Bắc. Nhiều khu vực ở nước này sẽ có mưa rất to kéo dài với phạm vi ảnh hưởng rộng và tổng lượng mưa lớn. Theo dự báo của cơ quan này, đợt mưa lớn này mang tính cực đoan rõ rệt và nguy cơ thiên tai cao. Ước tính một vùng diện tích lên tới 220.000 km2 sẽ có lượng mưa tích lũy trên 100 mm, gây ảnh hưởng đến 130 triệu người. Thủ đô Bắc Kinh cũng phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ chiều qua, kích hoạt ứng phó cảnh báo sớm chống ngập màu cam, tức cấp 2 vào trưa cùng ngày, đồng thời yêu cầu tất cả sông hồ trong thành phố đình chỉ các hoạt động giao thông đường sông, neo đậu thuyền bè vào bờ và đóng toàn bộ các con đường đi xuống các sông hồ. Tính đến sáng ngày 24 tháng 8, bão Doksuri đã gây ảnh hưởng tới hơn 880.000 người ở tỉnh Phúc Kiến, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến gần 430 triệu nhân dân tệ, gần 60 triệu đô la Mỹ. Lượng mưa đo được tại 6 trạm quan trắc trong tỉnh đều phá kỷ lục kể từ năm 1961, trong đó Phú Điền phá kỷ lục về lượng mưa trong ngày trên toàn tỉnh. Doksuri đã trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay và cũng là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào Phúc Kiến kể từ khi tỉnh này có các ghi chép về khí tượng. Hiện tình hình chống lũ tại đây được đánh giá là không mấy khả quan. Một trận lũ lụt thảm khốc cũng đang đến ở Bắc Giang, Quảng Đông. Mực nước đỉnh ở thành phố Anh Đức cao khoảng 36 mét, cao hơn 10 mét so với mực nước cảnh báo. Tại khu vực đô thị Thanh Viễn cũng có mực nước đỉnh lũ khoảng 23 mét, cao hơn mức cảnh báo 4 mét. Người dân địa phương cho biết nước lũ đã dâng đến tầng 2 đến 22 giờ ngày 23 tháng 8. Cơ quan chức năng đã nâng mức khẩn cấp phòng chống lũ lên cấp độ 1. Theo các báo cáo truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do lượng mưa lớn gần đây, trận lũ số 1 ở lưu vực sông Bắc Giang năm nay sẽ phát triển thành trận lũ thảm khốc và trận lũ số 2 ở sông Tây Giang năm nay đang đến gần. Mực nước sẽ tiếp tục dâng cao và duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Vào lúc 22 giờ ngày 23 tháng 8, trụ sở phòng thủ Châu Giang đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 lên cấp 1. Theo báo cáo, mực nước đỉnh lũ khoảng 36,1 m xuất hiện ở thành phố Anh Đức vào ngày 24 tháng 8, cao hơn mức cảnh báo 10,10 m. Dòng chính của sông Bắc Giang, quận Quảng Nguyên, Thanh Thành, phố Phụng Thành sẽ có đỉnh lũ mực nước khoảng 16 m vào khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 8, vượt mực cảnh báo 4,0 m. Theo người dân địa phương, lũ lụt lớn ở Bắc Giang và Anh Đức chủ yếu là do việc mở nhiều hồ chứa ở thượng nguồn ở Thiêu Quan. Người dân còn cho rằng nếu Anh Đức cũng mở cống xả lũ thì Quảng Châu sẽ không thể tồn tại nên Anh Đức chỉ có thể một mình gánh vác. Tuy nhiên, Anh Đức là một quận nhỏ và hầu hết trong số họ là người già và trẻ em. Làm thế nào chúng tôi có thể chống chọi được? Nước lũ hiện đã lên đến tầng thứ 2. Phóng viên được biết từ Bộ Tài nguyên nước rằng do ảnh hưởng của lượng mưa, 10 con sông bao gồm sông Hữu Thủy, một nhánh của sông Nguyên Giang ở Trùng Khánh, sông Nguyên Tây, sông Cẩm Tây, sông A Peng, sông Mara và sông Hữu Dương, các nhánh của sông Tùng Hoa thứ hai ở Cát Lâm, sông A Long và sông Đa Seli ở hạ lưu sông Ngô Giang, sông Triệu Giác, một nhánh của sông Kim Sa ở Tứ Xuyên và sông Ba Lăng, một nhánh của sông Bắc Bàn ở Quý Châu đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo từ 0,5 đến 2,23 mét. Đến 8 giờ ngày thứ Năm, mực nước đoạn Phúc Điền thuộc thượng lưu sông Liêu Hà và đoạn từ Đào Nam đến Hedimiao ở hạ lưu sông Đào Nhi vẫn vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,12 đến 0,36 mét. Bộ Tài nguyên nước dự đoán do ảnh hưởng của lượng mưa, sông Xích Thủy ở Quý Châu, sông Gia Lăng, sông Ngô Giang và sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh sẽ xảy ra lũ lụt, trong đó các sông vừa và nhỏ ở khu vực mưa lớn như Kỳ Giang, Đường Hòa và Lệ Tây ở Trùng Khánh có thể hứng chịu lũ siêu cảnh báo. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Doksuri ở tỉnh Phúc Châu đã có bão dữ dội và mưa xối xả cục bộ, thiên tai hay xảy ra ở một số khu vực. từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8, tỉnh trưởng Triệu Long và Phó Giám đốc Lý Đức Tiến thuộc Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh đã đến Tuyền Châu, Phú Điền và Phúc Châu để kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai do bão và mưa lớn. Triệu Long nhấn mạnh tất cả các địa phương, ban ngành phải quán triệt và thực hiện tinh thần chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, kiên quyết đặt tính mạng con người lên hàng đầu, nỗ lực hơn nữa, không bao giờ bỏ cuộc, lấy chống bão số 5 Doksuri làm trọng tâm. Những cơn bão mạnh và công tác cứu trợ thiên tai do phải được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn, chặt chẽ hơn, tỉ mỉ hơn, bảo vệ hiệu quả an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và ổn định xã hội chung. Các lãnh đạo tỉnh Lâm Bảo Tiến, Quách Ninh Ninh, Vương Vĩnh Lập, Hoàng Hải Côn, Trường Bân và Khang Đào, những người đang thực hiện giám sát ở tất cả các cấp trụ sở chính, đã tham gia các cuộc họp và kiểm tra có liên quan. Triệu Long lần lượt thị sát giao thông, cơ sở vật chất thành phố, kè sông, cấp nước, cấp điện, đường cao tốc ở Tuyền Châu, Phú Điền, Phúc Châu chiều ngày 24 tháng 8 đến Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh để nghiên cứu, đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lớn. Ông chỉ ra rằng cơn bão này mạnh và gió lớn, lượng mưa do nó mang lại lớn trên diện rộng và kéo dài. Lượng mưa lớn ở Phúc Châu, Phú Điền và những nơi khác đã vượt qua giá trị cực đoan lịch sử, ngăn chặn mưa lớn là rất nặng nề và gian khổ. Tất cả các địa phương, các ban ngành phải dồn 120.000 điểm, cảnh giác cao độ, huy động toàn dân, chuẩn bị đầy đủ, trừ khi giành được thắng lợi hoàn toàn mới rút quân. An toàn tính mạng và tài sản của nhân dân phải được đặt lên hàng đầu, hết sức chú ý đến các tai biến địa chất, sạt lở núi, sạt lở đất có thể xảy ra do mưa lũ liên tục ở vùng núi. Tăng cường kiểm tra, phòng ngừa và dùng mọi biện pháp kiên quyết di chuyển người ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng trọng điểm. Tại Mộc Lan Phi, Phú Điền, Triệu Long đã kiểm tra mực nước và tiềm năng dọc theo sông Mộc Lan, kiểm tra độ an toàn và con đập và củng cố tình hình. Sau khi bão đổ bộ, đường xá, một số khu vực bị phong tỏa, nước ngập trong đô thị, cây cối gãy đổ nghiêm trọng, điện nước, thông tin liên lạc của người dân bị ảnh hưởng. Triệu Long đến đâu cũng tìm hiểu kỹ tình hình thiên tai và tình hình cứu hộ khẩn cấp, phối hợp và giải quyết những khó khăn thực tế tại chỗ, đồng thời thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến Cục Quản lý Đô thị Tuyền Châu và Công ty Cung cấp Điện lưới Quốc gia Tuyền Châu để kiểm tra việc sửa chữa khẩn cấp điện và tiện ích đô thị. Đồng chí nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là khắc phục các công trình cấp điện bị hư hỏng. Trên cơ sở đảm bảo an toàn, chúng ta phải dốc toàn lực chạy đua với thời gian để khôi phục cấp điện, khẩn trương khắc phục các hư hỏng về nước, khí đốt, thông tin liên lạc, khôi phục giao thông, nạo vét kịp thời các điểm bị ngập, di rời hoặc gia cố cây đổ, nỗ lực khôi phục lại trật tự sản xuất và sinh hoạt bình thường. Cần công bố cập nhật các thông tin cảnh báo sớm kịp thời để nhận được sự đồng tình ủng hộ cao nhất của người dân. Đài quan sát khí tượng Trung ương lúc 8 giờ 32 phút thông báo rằng cơn bão Doksuri đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 8 giờ ngày 26 tháng 8, tâm của nó nằm ở huyện Su Song, thành phố An Khánh, địa phận tỉnh An Huy. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến đã hạ thấp cảnh báo bão xuống cấp 4 vào lúc 7 giờ sáng ngày 26 tháng 8 và tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão cấp 1. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Doksuri, ở Phúc Kiến ngày 25 tháng 8 đã có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ. Theo thống kê, lượng mưa tích lũy từ 6 giờ ngày 24 tháng 8 đến 6 giờ ngày 25 tháng 8. Tổng số 498 thị trấn thuộc 71 quận huyện vượt quá 100mm, trong đó có 140 thị trấn thuộc 30 quận huyện vượt quá 250mm và 23 thị trấn ở các quận huyện vượt quá 400mm và 9 thị trấn ở quận Hàn Giang, quận Lệ Thành và quận Thành Tương vượt quá 500mm. Lượng mưa hàng giờ lớn nhất là 647,8mm tại thị trấn Bạch Sa, huyện Hán Giang và lượng mưa hàng giờ tối đa là 151,2mm ở thị trấn Tân Đô ở huyện Lệ Thành. Lượng mưa hàng ngày ở Phú Điền, Phúc Châu và Tiên Hữu đều phá kỷ lục lịch sử địa phương kể từ năm 1961 và lượng mưa hàng ngày ở Phú Điền đã phá vỡ kỷ lục lịch sử về lượng mưa hàng ngày lớn nhất trong đài quan sát quốc gia của tỉnh. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến dự báo ngày 26 tháng 8, vùng ven biển và phía bắc tỉnh ta có mưa to đến rất to ở An Đông, Sơn Đông mưa to, dông cục bộ. Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến 80 đến 180 mm, cục bộ 300 mm. Lượng mưa mỗi giờ lớn nhất 120 mm. Hôm nay có mưa rải rác đến vừa và có nơi mưa to cục bộ. Ngày mai trên địa bàn tỉnh có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa to cục bộ. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở cần cảnh giác với rủi ro thiên tai xảy ra do mưa bão. Hiện nay, vùng ven biển có nguy cơ xảy ra thiên tai do bão cao hơn. cần chú ý phòng tránh các thiên tai thứ cấp như lũ cuốn, lũ trên các lưu vực vừa và nhỏ, ngập úng đô thị và nông thôn. Sạt lở đất, lở núi, dòng chảy do sạt lở đất đá có thể do bão và mưa lớn gây ra. Tập trung vào thành phố Phúc Châu như Liên Giang, Lạc Viên, Vĩnh Đài, Phúc Thanh, Mẫn Hầu, thành phố Phủ Điền như Tiên Hiếu, thành phố Tuyền Châu như Hội An, An Khê, Vĩnh Xuân, Đức Hóa, Tấn Giang, Nam Nam, thảm họa địa chất trong khu vực đô thị Ninh Đức như Cổ Điền, Hạ Phố, Thọ Ninh, Chu Ninh, Chiết Dung, Phúc An, Phúc Định và khu vực đô thị Hạ Môn. Rủi ro an toàn giao thông đường bộ. Hôm nay, một số đoạn đường ở Nam Bình, Vũ Di Sơn và Ninh Đức, Chu Ninh, Phúc An trên đường cao tốc Ninh Thượng và một số đoạn đường ở khu đô thị Phúc Châu, Liên Giang, Trường Lạc, Mẫn Hầu, Mã Vĩ trên đường cao tốc Vành Đai Phúc Châu, một số đoạn của khu đô thị Phủ Điền của đường cao tốc Thẩm Hải, một số đoạn của khu đô thị Phúc Châu, Phúc Thanh, Lạc Viên, Liên Giang, Trường Lạc, Mẫn Hầu, một số đoạn của Ninh Đức, Giao Thành, Phúc An, Phúc Định, Hạ Phố, Ninh Nam Bình, Quảng Trạch, Hiệu Vũ của đường cao tốc Quảng Tây, đoạn Ninh Đức, Sơn Ninh, Phúc An của đường cao tốc Lệ Ninh, đoạn Phúc Châu Mẫn Hầu của đường cao tốc Phúc Âm có mức độ rủi ro về giao thông và khí tượng cao, vui lòng đề phòng. Nguy cơ thiên tai bão và gió mạnh. Từ ngày 27 tháng 8 đến 2 ngày tiếp theo sẽ có nguy cơ xảy ra thiên tai bão và gió mạnh ở cấp độ cao hơn tại các ngư trường bên ngoài Phúc Kiến, Mân Đông, Mân Trung và quần đảo Điếu Ngư. Các khu vực nên quay trở lại Hồng Kông kịp thời để tránh gió hoặc tránh các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời làm tốt công tác quản lý an toàn du lịch ven biển và chăn nuôi ven biển. Theo China Weather Network News đưa tin, khi hoàn lưu tàn dư, Doksuri sẽ tiếp tục di chuyển về phía Bắc bắt đầu từ ngày 25 tháng 8. Lượng mưa ở miền Bắc Trung Quốc và khu vực Hoàng Hoài dần lan rộng tính đến sáng ngày 26 tháng 8. Nhiều nơi đã đạt mức mưa lớn, mưa rào, mưa to cục bộ. Dự báo quá trình mưa lớn tập trung chủ yếu trong ngày 26 tháng 8 và 27 tháng 8. Đến chiều mai, lượng mưa sẽ suy yếu dần. Theo dõi khí tượng cho thấy trong ngày qua, mưa to hoặc mưa rất to xảy ra ở một số khu vực phía Nam Bắc Kinh, Nam Thiên Tân, Trung và Nam Hà Bắc, Trung và Bắc Hà Nam, Đông, Nam Sơn Tây và Tây Sơn Đông, Thạch Gia Trang, Hình Đài, Hàm Đan, Hà Bắc, Tân Hương, An Dương, Hà Bì. Mưa cục bộ với lượng mưa từ 250 đến 389 mm, trong đó lượng mưa tích lũy ở Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đạt 479,6 mm và ở Kim Thành, tỉnh Sơn Tây là 438,4 mm. Lượng mưa lớn nhất theo giờ ở một số khu vực các khu vực nêu trên từ 40 đến 90 mm. Ngoài ra rông lốc, gió giật mạnh và mưa đá xảy ra cục bộ ở Sơn Đông. Đánh giá tình hình ở các khu vực khác nhau từ 8 giờ ngày 25 tháng 8 đến 8 giờ ngày 26 tháng 8. Ở phía Nam Hà Bắc, phía Bắc Hà Nam và các nơi khác đã xảy ra mưa bão lớn trên diện rộng, mưa lớn cục bộ, trong đó Thành Hoàng, tỉnh Hà Bắc đạt 284,4 mm, đó là một trận mưa bão lớn và Thạch Gia Trang cũng đạt 110,2 mm. Mưa bão lớn lên tới 300 đến 400 mm tại các trạm địa phương, hầu hết Bắc Kinh bị chi phối bởi mưa vừa đến mưa lớn. Một số khu vực đã đạt đến mưa cực lớn, chẳng hạn như Phòng Sơn Hạ Vân Lĩnh 65,1 mm, lượng mưa vẫn đang tiếp tục tăng ở nhiều nơi. Theo dự báo, ngày 26 và ngày 27 tháng 8 sẽ là thời kỳ cốt lõi của đợt mưa này, sẽ có mưa to đến rất to ở Bắc Hà Nam, Tây Sơn Đông, Hà Bắc, Trung và Đông Sơn Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân, Trung tâm Nội Mông, miền Trung và miền Đông Sơn Tây, miền Trung và miền Nam Hà Bắc, Bắc Kinh. Có mưa lớn ở các vùng phía Tây Thiên Tân và những nơi khác, và mưa lớn ở một số khu vực dọc theo vùng núi ở miền Trung và miền Nam Hà Bắc và miền Nam Bắc Kinh, kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa vừa và thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió mạnh. Dự kiến từ chiều ngày 27 tháng 8, mưa sẽ yếu dần. Cần đặc biệt chú ý đến quá trình mưa này vì thời gian mưa kéo dài, lượng mưa tích lũy lớn. Lấy Bắc Kinh làm ví dụ, lượng mưa lớn gián đoạn sẽ tiếp tục kéo dài đến sáng ngày thứ Tư tuần tới. Thời lượng có thể vượt quá 70 giờ. Lượng mưa tích lũy có thể đạt 200 đến 300 mm. Riêng khu vực Tây Nam là 300 đến 400 mm, nguy cơ xảy ra thảm họa là rất cao. Mặc dù lượng mưa lần này không phải lúc nào cũng vào thời kỳ mưa lớn, lượng mưa nhiều đợt tương đối nhẹ nhưng lượng mưa trung bình không nhỏ, lượng mưa tích lũy lớn tác động không nên coi thường, cần chú ý đề phòng. Trung Quốc Weather.com nhắc nhở rằng ngày 26 tháng 8 và ngày 27 tháng 8 là thời điểm cốt lõi của đợt mưa này. Mưa sẽ tiếp tục chồng chéo, nguy cơ xảy ra thiên tai cao. Người dân cần đề phòng cảnh giác, không đi đến vùng núi và các thảm họa địa chất khác như khu vực dễ bị va chạm, không lao xuống nước khi gặp vũng nước đọng trên đường để bảo vệ an toàn cho bản thân. Trong khi đó, 11 quận và huyện ở Trùng Khánh cũng đang hứng chịu mưa lớn. Hai con sông vừa và nhỏ ở quận Kiềm Giang mất khả năng bảo vệ ở các mức độ khác nhau. Theo quan trắc của trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh, từ 8 giờ ngày 25 tháng 8 đến 8 giờ ngày 26 tháng 8, phía đông nam và phía tây Trùng Khánh sẽ xảy ra mưa lớn, mưa to cục bộ. Mưa lớn xảy ra tại 11 quận huyện gồm Bá Nam, Cửu Long Pha, Vinh Xương, Giang Tân, Nam Xuyên, Vu Sơn, Tiền Giang, Ngô Long, Hữu Giang, Tây Sơn, Bành Thủy. Trong đó, 4 quận huyện gồm Bá Nam, Kiềm Giang, Du Dương và Tây Sơn có mưa lớn. Lượng mưa hàng ngày tối đa xảy ra ở làng Hạ Ngư, thị trấn Ngọc Đế, huyện Hữu Giang ở mức 135,5 mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 6 con sông vừa và nhỏ bao gồm sông A Peng, sông Nguyên Tây và sông Mara ở quận Tiền Giang, Trùng Khánh, sông Hữu Giang ở quận Hữu Giang và sông Hữu Thủy ở quận Tây Sơn đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Sông Nguyên Tây và sông Mara ở quận Tiền Giang là hai sông vượt có mực nước mức cảnh báo an toàn. Tính đến 8 giờ ngày 26 tháng 8, tất cả các sông vừa và nhỏ đã trút xuống dưới mực nước cảnh báo. 33 sông vừa và nhỏ còn lại, bao gồm cả sông Mỹ Giang ở Tây Sơn, sông Lon Đàm ở Phúc Linh và sông Yipin ở Bá Nam. Nước dâng cao từ 1 đến 10 mét và mực nước cao nhất chưa đạt đến vượt quá mức nước cảnh báo. Mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở lưu vực sông Gia Linh, Cúc Giang, Phúc Kiến và Quỳnh Giang ở Tứ Xuyên. Mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở lưu vực sông Ngô Giang ở Quý Châu. Tiềm năng nước tại các trạm điều hành chính của các con sông cơ bản ổn định, chưa xuất hiện quá trình lũ rõ rệt. Cục Thủy lợi dự đoán rằng từ 8 giờ ngày 24 tháng 8 đến 8 giờ ngày 25 tháng 8, một con sông vừa và nhỏ ở phía tây Trùng Khánh có thể bị lũ lụt ở các mức độ khác nhau, các sông riêng lẻ có thể vượt quá mức cảnh báo. Từ 8 giờ ngày 26 tháng 8 đến 8 giờ ngày 27 tháng 8,